Hello, my dear students. As you know, there are lots of languages on Earth: Vietnamese, English, Chinese, Russian, and so on. But there isn't a language for all people in the world, right? Cô xin chào tất cả các em. Như chúng ta biết thì trên hành tinh này có rất nhiều ngôn ngữ. Ấy thế mà không có một ngôn ngữ chung cho tất cả mọi người trên thế giới. Đúng không ạ? To communicate with each other, people have to study a new language. For example, you and I are learning English in order to speak to people who know English. Và người dân trên thế giới muốn giao tiếp với nhau thì họ phải học tiếng của nhau, như là cô trò ta đang học tiếng Anh là để giao tiếp với những người biết tiếng Anh đấy thôi. But there's one thing that can connect all people on Earth, although they are from different cultures or different countries, is music. Tuy nhiên thì có một thứ có thể kết nối tất cả mọi người trên thế giới, dù họ đến từ các nền văn hóa khác nhau hay từ các quốc gia khác nhau, đó chính là âm nhạc các em ạ. Music plays an important part in our lives. It is difficult to imagine what our lives would be like without music. Và âm nhạc đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Thật khó có thể tưởng tượng được cuộc sống sẽ như thế nào nếu không có âm nhạc. Và thật tuyệt vời, trong chương trình Tiếng Anh 10, chúng ta có cơ hội học tiếng Anh với chủ đề âm nhạc. Hôm nay chúng ta cùng rèn luyện kỹ năng đọc với chủ đề âm nhạc nhé. Trước khi vào bài, cô xin phép giới thiệu bố cục của bài học ngày hôm nay. Bố cục của bài học gồm có các phần sau. Phần 1, cô sẽ hướng dẫn các bạn học các từ vựng và cấu trúc chính. Mục đích của phần này là giúp các em hiểu bài và làm được bài tập. Phần 2, hướng dẫn luyện kỹ năng đọc hiểu thông qua hoạt động 2 trong sách giáo khoa, tương đương nó là Tattoo, trang 126. Phần 3, hướng dẫn luyện kỹ năng dùng từ vựng thông qua hoạt động 1, chính là phần Task 1, trang 125. Và phần cuối cùng của bài đó là giao và hướng dẫn bài tập về nhà. Chúng ta bắt đầu bài học và phần đầu tiên nhé. Phần 1, dạy từ vựng và cấu trúc. Cô liệt kê một danh sách các từ vựng và cấu trúc sau. Ở đây không phải hoàn toàn là các từ vựng mới của các em, nhưng những từ vựng cấu trúc này sẽ giúp các em hiểu bài đọc tốt hơn và làm được các bài tập tốt hơn. Chúng ta cùng bắt đầu đọc bài theo cô. Cấu trúc số 1, make somebody hoặc something, sau đó cộng với từ loại là tính từ, mang nghĩa khiến ai đó cảm thấy làm sao. 2. Language, từ loại là danh từ, dịch nghĩa là tiếng hoặc là ngôn ngữ. Số 3, clearly, từ loại là trạng từ, mang nghĩa là rõ ràng là. Số 4, tính từ different trong cấu trúc be different from hoặc to hoặc than cộng với somebody hoặc something, mang nghĩa khác so với ai hoặc cái gì. Cấu trúc số 5, use something to do something, sử dụng hoặc là dùng cái gì để làm việc gì đó. Số 6, communicate with somebody, từ loại là động từ, giao tiếp với ai. Số 7, emotion, từ loại danh từ, mang nghĩa cảm xúc. Số 8, like, và các em lưu ý cái từ like trong bài này cô dạy không phải là động từ mà là giới từ, nên nó mang nghĩa là giống như hoặc là như là. Một chút lưu ý, khi nó dùng với vai trò là giới từ thì sau từ like sẽ là danh từ hoặc động từ thêm đuôi ing. Số 9, express something, từ loại động từ, diễn đạt hoặc thể hiện điều gì đó. Số 10, anger, từ loại danh từ, sự tức giận. Số 11, friendship, từ loại danh từ, mang nghĩa tình bạn. Số 12, convey something, động từ, mang nghĩa truyền tải điều gì. 13, integral, tính từ,
mang nghĩa phần thiết yếu, phần cực kỳ quan trọng. 14. Event, từ loại danh từ, mang nghĩa sự kiện. 15. Special, tính từ, mang nghĩa đặc biệt. 16. Occasion, danh từ, mang nghĩa là dịp, nhân dịp hoặc lần. 17. Cấu trúc, set the tone for hoặc of something, mang nghĩa tạo không khí chung cho việc gì đó, sự kiện gì đó. 18. Add something to something, cấu trúc với động từ add, thêm cái gì đó vào, chấm chấm. Số 19. Joyfulness, danh từ, mang nghĩa niềm vui. Số 20. Atmosphere, danh từ, mang nghĩa là bầu không khí. Các em lưu ý, từ bầu không khí này mang cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Bầu không khí mang nghĩa đen là chỉ bầu khí quyển mà chúng ta hít thở hàng ngày. Và còn nghĩa bóng, bầu không khí ở đây chúng ta có thể sử dụng như bầu không khí lớp học, bầu không khí buổi học, hoặc là không khí của bữa tiệc, vân vân. Số 21, funeral, danh từ, mang nghĩa đám tang. Số 22, solemn, tính từ, mang nghĩa trang nghiêm, trang trọng. Số 23, mournful, từ loại tính từ, mang nghĩa buồn thương. 24, lull, động từ, mang nghĩa là ru. Ru là để ru ai đó, là xoa dịu mà ai đó để người đó dễ ngủ hơn. Số 25, wake somebody up, hoặc chỉ đơn giản dùng là wake up, từ loại động từ, mang nghĩa đánh thức ai đó dậy hoặc là thức dậy. Số 26, entertain, từ loại động từ là giải trí. Nhân thể cô giải thích thêm từ họ hàng của nó, entertainment, từ loại danh từ, sự giải trí. Ô, cô viết thì sai chính tả. Số 27, cấu trúc, find it, cộng tính từ, cộng to do something, mang nghĩa cảm thấy làm việc gì đó thật là làm sao. Các em lưu ý trong cấu trúc số 27, từ it là từ cố định. Phần từ vựng này các em cần viết vào vở và học, để lưu lại để học thuộc nhé. Chúng ta đến phần chính của bài là phần 2. Hướng dẫn luyện kỹ năng đọc hiểu thông qua hoạt động 2 trong sách giáo khoa, trang 126. Ở bài tập 2 này chúng ta có 5 câu hỏi. Vậy thì các bước thực hiện như sau. Cô giáo sẽ hướng dẫn các bạn các bước thực hiện lần lượt từng câu hỏi một. Thứ nhất, câu hỏi số 1. What are the two things that make humans different from other animals? Để làm bài tập mà đọc hiểu, trả lời câu hỏi, thì khi các em đọc câu hỏi xong là các em không phải lập tức quay lại bài đọc để các em tìm luôn. Nếu như chúng ta hiểu được nghĩa của cả câu hỏi thì cả là điều tốt nhất. Còn nếu không thì chúng ta sẽ phải dựa vào từ khóa. Vậy các em hãy xác định từ khóa của các từ của cái câu hỏi số 1 này như sau. Trong câu hỏi số 1, từ khóa đầu tiên đó là từ để hỏi what. Từ thứ hai, two things. Từ thứ ba, make, rồi humans, rồi different, và từ khóa tiếp nữa đó là từ animals. Đại ý của câu số 1 này là hỏi các bạn hai điều khiến con người khác hoàn toàn so với các con vật khác, đó là gì? Vậy sau khi các em tìm được từ khóa thì nhiệm vụ của các em là quay trở lại bài đọc, đọc đoạn văn, tìm những từ khóa tương đương giống như ở trong câu hỏi số 1, rồi đọc xung quanh đó để tìm câu trả lời. Đây là nội dung của bài đọc. Chúng ta cùng xem qua nhé. There are two things that make humans different from all
ở ngay câu đầu tiên thì các em thấy có cái từ loại giống như trong từ khóa của chúng ta, đó là từ two things, phải không ạ? Rồi that make humans different from all other animals. Có hai điều khiến con người khác hoàn toàn so với các con vật khác. Tuy nhiên, câu hỏi của chúng ta là hai điều đó là gì? Vậy câu đầu tiên chưa tìm được đáp án thì các em sẽ đọc tiếp. They are language and music. À, nó đây rồi. Đó chính là ngôn ngữ và âm nhạc. Và câu trả lời của chúng ta, câu trả lời của chúng ta sẽ là they are language and music. Đây là một cách viết câu trả lời. Cách thứ hai, các em có thể viết như sau: the two things that make humans different from other animals are language and music. Hai điều khiến con người khác hoàn toàn so với các con vật khác đó là ngôn ngữ và âm nhạc. Chúng ta đến câu hỏi tiếp theo. Câu số 2. Why is music a powerful means of communication? Chúng ta lại đến bước đầu tiên, đó là xác định từ khóa. Why? Từ để hỏi của chúng ta là hỏi về lý do. Từ khóa tiếp theo, music, powerful means of communication. Tại sao âm nhạc lại là một công cụ giao tiếp cực kỳ hiệu quả? Từ powerful trong câu hỏi này các bạn sẽ dịch là cực kỳ hiệu quả. Bây giờ chúng ta cùng quay lại bài đọc để xem câu trả lời của chúng ta là gì. Chúng ta sẽ đọc tiếp chứ không đọc lại từ đầu. Music is clearly different from language. However, people can use it to communicate, especially their emotions. Và trong câu cô giáo vừa đọc thì các bạn thấy không hề có một cái từ nào giống như từ khóa trong câu hỏi. Tuy nhiên, chúng ta có một cái từ họ hàng với một từ khóa trong câu hỏi, đó là từ communicate. Từ communicate ở đây là động từ, nó là từ họ hàng với từ communication, là sự giao tiếp, còn đây là giao tiếp. Vậy chúng ta sẽ phải đọc tiếp để tìm cái câu trả lời tại sao âm nhạc lại là một công cụ giao tiếp cực kỳ hiệu quả. Ở câu này người ta nói rằng, tuy nhiên thì mọi người có thể sử dụng âm nhạc để giao tiếp, đặc biệt là giao tiếp cảm xúc. Vậy thì sao nó lại có thể làm được việc này? Chúng ta đọc tiếp nhé. Like reading, writing and speaking, music can express ideas, thoughts and feelings. Vấn đề là nó nằm ở đây. Giống như là đọc, viết và nói vậy, âm nhạc có thể diễn đạt ý tưởng, suy nghĩ và cảm xúc. Vậy chúng ta hãy quay lại một chút về khái niệm thế nào là giao tiếp. Giao tiếp, giao tiếp thụ động, giao tiếp chủ động. Giao tiếp chúng ta có thể là hình qua kênh đọc này, giao tiếp qua kênh viết này, viết thư các thứ ạ. Và giao tiếp bằng lời, đó là giao tiếp bằng là lời nói đấy ạ. Vậy thì đấy là chức năng của ngôn ngữ, và âm nhạc cũng có thể làm được điều này. Cho nên chúng ta đã tìm được câu trả lời tại sao âm nhạc lại là một công cụ giao tiếp cực kỳ hiệu quả chưa ạ? Là vì sao ạ? Vì âm nhạc có thể diễn tả được suy nghĩ, ý tưởng và cảm xúc. Câu trả lời của chúng ta là because it can express ideas, thoughts and feelings. Một chút lưu ý ở cái cách viết câu trả lời. Các em tránh viết từ music lặp lại trong câu trả lời này nhé. Như thế sẽ bị lặp từ đấy ạ. Chúng ta đến câu hỏi số 3. How can music set the tone for events and special occasions? Chúng ta cùng nhau xác định từ khóa nào.
Chúng ta có từ khóa là từ để hỏi how, như thế nào. Music set the tone, tone for events, special occasions. Đại ý của câu hỏi số 3 là âm nhạc tạo có thể tạo bầu không khí chung cho các sự kiện và các dịp đặc biệt như thế nào? Tạo cái không khí chung này như thế nào? Chúng ta cùng quay trở về bài đọc. Nào chúng ta đọc tiếp nhé. Chúng ta đọc lướt tiếp nào. It can express one's anger, love, hate or friendship. It can also convey one's hopes and dreams. Hết đoạn 1 chúng ta không hề thấy có từ khóa giống như câu số 3. Chúng ta đọc tiếp. Music is very much an integral part of our life. It is played during almost all important events and on special occasions and set the tone for them. Trong câu này chúng ta đã nhìn thấy từ khóa của câu số 3. Đó là từ events là một, từ special occasions là hai và set the tone for them là ba. Thế nhưng vấn đề câu hỏi của chúng ta là how? Nó đã tạo bầu không khí như thế nào? Ở câu này mới chỉ đơn thuần là âm nhạc được chơi trong hầu hết các sự kiện quan trọng và những dịp đặc biệt và đã tạo không khí chung cho những sự kiện và dịp đặc biệt đó. Thế nhưng tạo bầu không khí chung đó như thế nào? Vậy chúng ta phải đọc tiếp. It adds joyfulness to the atmosphere of a festival and makes a funeral more solemn and mournful. Là nó ở đây. Âm nhạc mang lại niềm vui cho bầu không khí của một lễ hội và khiến cho một đám tang trở nên trang nghiêm và buồn thảm hơn. Vậy đây chính là câu trả lời của chúng ta, phải không ạ? Câu trả lời của chúng ta của câu số 3. Tạo bầu không khí chung cho các sự kiện và các dịp đặc biệt, đó là mang cái niềm vui cho lễ hội và tạo cái sự tang thương trang nghiêm hơn cho một cái đám tang chẳng hạn. Chúng ta tiếp đến câu hỏi số 4. How can music entertain? Chúng ta cùng xem từ khóa ở đây lại là từ để hỏi how. Music entertain. Âm nhạc có thể giải trí như thế nào? Chúng ta cùng quay đến bài đọc để tìm câu trả lời. Chúng ta đọc tiếp ạ. Music lulls the babies to sleep at night and wakes the students up in the morning. Không có từ khóa. Above all, music entertains. Trên tất thảy, âm nhạc là giải trí. Vậy bây giờ giải trí như thế nào? Chúng ta nhìn thấy music entertains từ khóa ở trong câu hỏi nhưng lại chưa có câu trả lời cho từ how. Vì thế chúng ta đọc tiếp. It makes people happy and excited. Là nó đây. It delights the senses. Ok. Âm nhạc làm cho con người trở nên vui vẻ và hứng khởi, và nó làm thỏa mãn các giác quan. Vậy âm nhạc có thể giải trí như thế nào? Nó làm cho con người vui vẻ và hứng khởi. Nó làm thỏa mãn tất cả các giác quan. Đó chính là câu trả lời của chúng ta. Chúng ta đến câu hỏi cuối cùng, câu số 5. Why has music always been a big business? Từ khóa của chúng ta là từ why. Hỏi lý do. Music always big business. Tại sao âm nhạc lúc nào cũng là một ngành kinh doanh lớn? Hoặc là chúng ta có thể dạy là một ngành kinh doanh hời, có nghĩa là rất là nhiều, mang lại rất nhiều lợi nhuận. Chúng ta cùng đọc bài.
In fact, music as entertainment has always been a big business. Chúng ta đã tìm được từ khóa trong câu hỏi số 5, nhưng chưa tìm được là lý do tại sao nó lại lúc nào cũng là một ngành kinh doanh lớn như vậy. Chúng ta cùng đọc tiếp. It is a billion dollar industry. Nó là một ngành công nghiệp triệu đô. À, đây là lý do tại sao nó luôn là một ngành kinh doanh lớn, đúng không ạ? Chúng ta có câu trả lời cho câu số 5. Because it is a billion dollar industry. Cô vừa hướng dẫn xong các bạn kỹ năng trả lời câu hỏi. Vậy thì sau một lượt cô hướng dẫn như vậy thì các bạn phải đúc kết lại được các thủ thuật để làm bài tập đọc hiểu ở dạng đọc câu hỏi, đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi. Chúng ta không hề đọc bài văn đầu tiên mà chúng ta phải đọc câu hỏi. Đọc đến câu hỏi nào giải quyết luôn câu hỏi đó. Đọc câu hỏi 1, xác định từ khóa, quay trở lại bài đọc, đọc đoạn văn, tìm những từ khóa của câu hỏi đó, đọc xung quanh cái phần từ khóa đó để tìm câu trả lời. Sau đó chúng ta mới chuyển đến các câu hỏi tiếp theo. Các em lưu ý các cái thủ thuật để làm bài tập này nhé. Chúng ta đến bài tập thứ 2. Đó là phần 3, hướng dẫn luyện kỹ năng dùng từ vựng thông qua hoạt động 1, tương đương là task 1 ở trang 125 trong sách giáo khoa. Các bạn thấy tổng quan của bài tập này như sau. Task 1. The words or phrases in the box below all appear in the reading patches. Use them to complete the sentences. Các từ và các cụm từ ở bảng dưới đây đều xuất hiện trong bài văn. Hãy sử dụng chúng để hoàn thành các câu sau. Có 7 câu và 7 từ. Vậy cô giáo hướng dẫn các bạn giải quyết cái dạng bài tập này lần lượt theo các bước như sau. Đầu tiên, bước 1 là các em phải xác định từ loại của các từ cho sẵn. Chúng ta có 7 từ cho sẵn in màu đỏ đây ạ. Vậy bây giờ đây là những từ vựng cô giáo đã dạy các em ở phần từ mới rồi, nhưng chúng ta sẽ nhắc lại để các em nhớ. Từ thứ nhất, emotion, từ loại danh từ, mang nghĩa cảm xúc. Từ thứ hai, lull, là động từ, ru ngủ. Từ thứ ba, communicate, động từ, là giao tiếp, nói chuyện. Từ thứ bốn, từ delight. Và một cái lưu ý là cái từ này là thêm SC, delights, động từ thêm SC, làm thỏa mãn, làm hài lòng. Vậy khi mà có một cái động từ thêm SC như thế này thì chúng ta hiểu rằng động từ này đang được dùng ở thì hiện tại đơn, khi chủ ngữ là danh từ số ít hoặc danh từ không đếm được. Tiếp theo, integral part, nó là cụm danh từ, mang nghĩa là phần thiết yếu. Vậy với cụm danh từ thì các em lưu ý là cái từ part ở đây, phần thiết yếu này, là danh từ đếm được và đang để dạng số ít. Vì thế trước cái cụm danh từ này sẽ cần phải có một từ định lượng, nó là mạo từ hoặc là số, nhưng ở dạng là mang nghĩa là một. Nếu sử dụng mạo từ thì các em sẽ phải sử dụng mạo từ phù hợp với cái nguyên âm đầu của từ integral. Đấy. Từ tiếp theo, mournful, từ loại tính từ mang nghĩa tang thương, buồn thảm. Và từ cuối cùng, solemn, tính từ trang nghiêm, trang trọng. Sau khi các em xác định được từ loại của các từ cho sẵn thì các em sẽ thực hiện đến bước thứ hai. Bước thứ hai là xác định từ loại cần điền vào chỗ trống trong mỗi câu. Bây giờ chúng ta cùng xem câu số 1. If you know English, you can with people from the English speaking world easily. Chúng ta xác định từ loại cần điền bằng cách dựa vào từ đứng trước và đứng sau chỗ trống. Đứng trước chỗ trống ở câu số 1 có từ can, là động từ khuyết thiếu. Sau động từ khuyết thiếu, chúng ta luôn sử dụng một động từ ở dạng nguyên thể không tu. Vậy ở đây chúng ta cần một động từ. Ok. Số 2. Every night
soothe her to sleep. Chúng ta thấy trước chỗ trống là giới từ to và sau chỗ trống là một tân ngữ chỉ người. Vậy ở vị trí này, sau giới từ to, chúng ta giới từ to này là đi theo với cấu trúc của tells. Tell somebody to do something. Tell somebody something to do something. Vậy chúng ta cũng cần một từ loại là động từ và cũng để dạng nguyên thể không to. Số 5. Non-successful, his parents. Phía trước chỗ trống từ school, mỗi mình từ school sẽ khó giải quyết, chúng ta sẽ có cụm từ a school. A school là trạm từ chỉ nơi chốn. Na, sự thành công của Nam ở trường chấm chấm bố mẹ cậu ấy. Vậy khi cô dịch sơ qua câu số 3 thì thấy rằng câu số 3 chưa có nghĩa của động từ. Vậy chúng ta cần có một động từ chia theo thì ở đây, kèm lưu ý. Và chủ ngữ trong câu số 3 này là Nam's success. Ở đây từ success là danh từ không đếm được. Số 4. He is on of the team. We can't do without him. Trước chỗ trống chúng ta có mạo từ un, sau chỗ trống chúng ta có giới từ of. Vậy vị trí chỗ trống này cần một từ loại, đó là danh từ hoặc là cụm danh từ bắt đầu bằng một nguyên âm. Số 5. The teacher criticized him with the expression on his face. Trước chỗ trống kem có mạo từ sau chỗ trống có từ expression. Expression ở đây là danh từ. Và các em lưu ý, giữa mạo từ và danh từ thì từ loại cần điền duy nhất ở đây luôn luôn là tính từ. Số 6. Like a lot of men, he finds it hard to express his. Từ loại cần điền của chúng ta xuất hiện ở cuối câu. Trước nó là từ his. His là tính từ sở hữu. Tính từ sở hữu luôn luôn đứng trước danh từ hoặc cụm danh từ. Số 7. With the look on his face, he told us about his uncle's death. Trước chỗ trống chúng ta có mạo từ sau chỗ trống chúng ta có danh từ look. The look ở đây không phải động từ mà là danh từ. Nên giữa mạo từ và danh từ, từ loại cần điền duy nhất là tính từ. Chúng ta đã hoàn thành bước thứ 2 là xác định từ loại cần điền. Chúng ta đến bước thứ 3. Bước thứ 3 là xác định từ khóa trong mỗi câu để chọn nghĩa phù hợp của từ. Câu số 1. If you know English, you can with people from the English speaking world easily. Từ khóa ở đây là know English. English là tên một ngôn ngữ, biết tiếng Anh này. Bạn có thể people, người từ những nước nói tiếng Anh. Vậy ở đây chúng ta có nghĩa là nói chuyện, giao tiếp. Nếu bạn biết tiếng Anh, bạn có thể giao tiếp với những người từ thế giới nói tiếng Anh một cách dễ dàng. Chúng ta có đáp án là communicate. Đến câu số 2. Every night, the mother tells her daughter a fairy tale to her to sleep. Chúng ta có từ khóa là the night, ban đêm. Mother, mẹ. Tells, kể. Daughter, con gái. Fairy tale, chuyện cổ tích. Và từ khóa đặc biệt nữa đó là sleep, để ngủ. Vậy đương nhiên là kể chuyện để du ngủ, chúng ta có động từ lull. Số 3 có sự thành công của Nam ở trường chấm chấm bố mẹ cậu ấy. Và chúng ta có duy nhất một cái động từ thêm s ở trong cái phần bước xác định từ loại đấy, các bạn nhớ cô đã nói không ạ? Và chúng ta có đáp án đây chính là từ delight. Sự thành công của Nam ở trường đã làm bố mẹ cậu ấy vui lòng hoặc là hài lòng. Số 4. Anh ấy là chấm chấm của đội. Chúng ta không thể
thực hiện được nếu thiếu anh ấy. Vậy anh ấy là một phần thiết yếu. Số 5. The teacher criticized. Chúng ta có từ criticized là phê bình. Phê bình. Thầy giáo phê bình cậu ấy bằng chấm chấm biểu cảm như thế nào trên khuôn mặt. Chúng ta cần một tính từ miêu tả. Thì chúng ta có ở trong cái những danh mục từ thì chúng ta có hai tính từ, đó là tính từ tang thương và trang nghiêm. Vậy khi phê bình thì đương nhiên là với vẻ mặt trang nghiêm rồi, đúng không ạ? Nghiêm khắc. Số 6. Like a lot of men, he finds hard to express his. Giống như nhiều người đàn ông khác, ông ấy thấy khó để có thể diễn đạt cái gì ạ? Cảm xúc của mình. Và từ còn lại chúng ta cần điền tính từ. Với một vẻ mặt tang thương trên khuôn mặt, anh ấy kể cho chúng tôi nghe về cái chết của chú anh ấy. Vậy cô vừa hướng dẫn các bạn hoàn thành xong cái kỹ năng để làm bài tập điền từ vựng vào chỗ trống. Vậy cô giáo tóm tắt lại như sau. Bước 1 là các em phải xác định từ và nghĩa của từ cho sẵn. Bước 2 là xác định từ loại cần điền trong mỗi chỗ trống của từng câu. Và đến bước 3 thì xác định từ khóa của từng câu để chọn nghĩa của từ cho phù hợp. Và chúng ta đã hoàn thành xong bài. Bây giờ chúng ta đến phần cuối cùng của bài ngày hôm nay. Đó là phần giao và hướng dẫn bài tập về nhà. Yêu cầu số 1 của cô là các em phải học thuộc từ vựng và cấu trúc. Các em phải chép toàn bộ từ vựng và cấu trúc vào vở. Và cô gợi ý cho các em một cái cách mà chúng ta học thuộc từ vựng và cấu trúc một cách bền vững và có hiệu quả. Đó là các em hãy đặt câu với các từ vựng và cấu trúc đó. Khi các em đặt câu với từ vựng và cấu trúc thì các em còn được thêm rất là nhiều. Mình ôn được lại với các thì động từ và những cái từ từ xung quanh nữa, đúng không ạ? Và mở rộng thêm nhiều vốn từ. Cô lấy ví dụ như thế này. Các em có thể ôn cấu trúc find it cộng tính từ cộng to do something mang nghĩa cảm thấy, làm việc gì đó, thật là làm sao. Ví dụ cô có viết là mình thấy học tiếng Anh khá là thú vị. Mình thấy I find it là từ cố định nha. Và thú vị là tính từ interesting, dùng ngay sau từ it. Học tiếng Anh phải là động từ học, phải có từ to learn hoặc là to study English. Ví dụ nữa như là cấu trúc use something to do something, sử dụng hoặc dùng cái gì để làm việc gì. Một ví dụ của cô: anh trai mình chỉ dùng iPhone và máy tính xách tay của anh ấy để tham gia các khóa học trực tuyến thôi. My brother only uses his iPhone and laptop to take online courses. Và ví dụ thứ ba chẳng hạn như là cấu trúc be different from hoặc to hoặc than somebody hoặc something. Cô đặt một ví dụ là tập yoga rõ ràng là khác so với tập aerobic. Doing yoga is, to be lúc này được chia là is, clearly different from hoặc to hoặc than doing aerobics. Ok, đây là chỉ là những gợi ý của cô thôi. Còn các em thì nếu như mình có vốn từ vựng và vốn ngữ pháp chắc thì các em hãy mở rộng nhiều cái ví dụ của mình. Còn nếu không các em hãy đặt những cái câu cực kỳ là đơn giản thôi. Đấy là bài tập số 1. Bài tập về nhà số 2. Yêu cầu các em luyện đọc thành tiếng đoạn văn đầu của bài đọc. Yêu cầu sau khi đọc nhiều lần là các em phải phát âm đúng này và thuộc trôi chảy. Cô nhấn mạnh là thuộc đấy nhá. Sau đó thì các em hãy quay video gửi lên nhóm lớp. Cô sẽ lựa chọn ngẫu nhiên 3 bài để chấm điểm chuyên cần. Vậy bây giờ cô giáo sẽ hướng dẫn các bạn đọc bài, đọc cái phần đầu của bài văn này như sau. Cô sẽ đọc 2 lượt. Lượt 1 cô đọc chậm, lượt 2 cô đọc nhanh hơn.
và các em chú ý tập quen nối âm đi nhé. There are two things that make humans different from all other animals. They are language and music. Music is clearly different from language. However, people can use it to communicate, especially their emotions. Like reading, writing, and speaking, music can express ideas, thoughts, and feelings. It can express one's anger, love, hate, or friendship. It can also convey one's hopes and dreams. Cô đọc lượt 2, nhanh hơn một chút. There are two things that make humans different from all other animals. They are language and music. Music is clearly different from language. However, people can use it to communicate, especially their emotions. Like reading, writing, and speaking, music can express ideas, thoughts, and feelings. It can express one's anger, love, hate, or friendship. It can also convey one's hopes and dreams. Và đến bài tập số 3. Bài tập số 3, chọn từ phù hợp điền vào chỗ trống để hoàn thành các câu sau. Và lưu ý là thừa một từ. Có 8 từ và có 7 câu. Bài tập này là giống như cái bài tập 1 trong bài chính cô vừa hướng dẫn các bạn. Và phần này cô không hướng dẫn lại nữa.